Xin chào tất cả mọi người ạ. Mình xin tự giới thiệu một chút, mình tên là Thự, mình đến từ Trung tâm Tiếng Trung Tiểu Bắc Ngữ. Với thời gian gần đây thì bên mình cũng có nhận được rất là nhiều những cái câu hỏi đến từ tất cả các bạn. Các bạn ấy có những câu hỏi là em muốn học tiếng Trung. Vậy thì thời gian này em nên học em học cái gì trước và em nên bắt đầu từ đâu? Thế cho nên là ở cái buổi livestream này và sẽ có thêm hai buổi livestream phía sau nữa. Bên mình chủ yếu là sẽ hướng hướng đến các bạn một cái vấn đề là mình trước hết để mình học tiếng Trung thì mình nên làm quen và mình mục đích ở cái chính là mình học từ phần phát âm đi. Để phần phát âm ở trong tiếng Trung thì mình có rất thì nó sẽ ở cái phần sau tới đây mình sẽ giới thiệu cho các bạn. Thì để học tiếng Trung thì trước mắt thì bên mình cần có một số những cái dụng cụ mình cần sử dụng để trong việc học tiếng Trung. Cái thứ nhất là mình còn có bút chì này, bút máy, và ô ly. Mình có thể sử dụng vở ô ly 4 dòng kẻ hoặc là 5 dòng kẻ. Để làm sao? Tại sao mình kể về cần dùng vở ô ly? Mình dùng vở ô ly là để mình sử dụng để khi mình viết chữ, tức là để cho cái con chữ của mình được gọn ở trong cái ô đó và mình có thể viết nó, nhìn chữ nó sẽ ngay ngắn và đẹp hơn. Tiếp theo nữa là hiện giờ ở bên Tiếng Trung Tiểu Bắc Ngữ và cũng như là mình đang sử dụng để giảng dạy thì là mình sử dụng giáo trình phát triển Hán ngữ và ở đây cái phần sơ cấp 1 và sơ cấp 2 thì mình sẽ sử dụng giáo trình phát triển Hán ngữ tổng hợp. Và tiếp theo nếu như mà một số các bạn nào mà mình không có nhu cầu về viết tay ý, thì là các bạn có thể sử dụng máy tính hay là smartphone. Với máy tính thì mình gợi ý và cũng khuyên kiến nghị là các bạn nên sử dụng nên cài đặt bộ gõ sâu cậu. Còn trên smartphone, hầu như trên smartphone, tất cả các smartphone mình đều có bộ gõ tiếng Trung thì mình chỉ cần cài đặt và chuyển về cái bộ gõ tiếng Trung. Mình có thể chọn về Pinyin. Và một cái quan trọng nữa để học tốt tiếng Trung và cũng là một cái khá bổ trợ, khá là nó có tác dụng bổ trợ cho mình là tức là trong quá trình học mình cần phải có nước lọc để uống liên tục, tức là để nhấp giọng. Làm sao để cho cổ họng mình không bị khô, như vậy thì mình khi mình học phát âm ở phần này, đặc biệt là phần phát âm này sẽ không bị đau cổ họng và gây nên cái cảm giác chán nản. Tiếp theo nữa lên là một cái mọi người nhìn vào có thể là rất hay là thấy nó khá là một cái gì đó đúng không ạ? Giấy vệ sinh. Giấy vệ sinh thứ nhất là khi bạn uống nước bạn sẽ bị rớt ra thì mình lại dùng giấy vệ sinh mình lau. Cái tiếp theo nữa thì là khi mình dần phần phát âm ở trong tiếng Trung thì nó có một số ngay phần bật hơi, mình có thể dùng giấy vệ sinh nó khá là nhẹ, mình sẽ có thể dùng nó để bật để thổi vào đó để mình phát hiện ra là khi mình phát âm mình đã có sự bật hơi hay chưa. Ok, sang phần tiếp theo mình xin giới thiệu một chút về tổng thể về cái tiếng Hán, Hán ngữ, tiếng Hán, tiếng Trung. Thì là tiếng Hán, tiếng Trung thì nó sẽ được đại diện bởi một cái Hán tự. Với mỗi một Hán tự thì mình sẽ có một âm tiết để đại diện, tức là nó tượng trưng cho sự cái cách phát âm của cái Hán tự đó. Với một Hán tự thì nó sẽ được cấu tạo từ ở đây ạ. Với một Hán tự thì mình sẽ được cấu tạo từ nhiều những cái nét và các bộ thủ bỉ họa偏旁部首tạo nên một cái Hán tự. Và những cái bộ thủ này偏旁部首này nó sẽ được tạo nên từ nhiều các nét khác nhau. Nó sẽ là một cái quy trình như này: các nét cộng các nét sẽ tạo nên các bộ thủ, các bộ thủ cộng với lại các nét chữ sẽ tạo nên một Hán tự. Và mỗi một Hán tự sẽ có một âm tiết, một cái pinyin, một cái phiên âm để tượng trưng cho cái sự phát âm của cái Hán tự đó. Tiếp theo là về phần âm tiết, về phần phát âm. Một âm tiết của nó thì sẽ được cấu tạo bởi ba cái thành phần như sau ạ. Thứ nhất là mình ở đây có thanh mẫu, s声母. Tiếp theo nữa là vận mẫu,韵母và thanh điệu,声调.
Ok, tiếp theo mình bắt đầu vào hình như mạng hơi bị lag đúng không ạ? Bắt đầu vào phần đầu tiên của bài, cũng là cái bài đầu tiên mà cái giáo trình mình đang sử dụng hiện giờ, giáo trình phát triển Hán ngữ. Bài đầu tiên với đúng cái tiêu đề, tất cả mình học bất kỳ một ngôn ngữ nào đó, cái việc đầu tiên mình học đó chính là học về chào hỏi, cách chào hỏi đối phương. Rồi, về phần phát âm thì trước mắt thì mình sẽ cùng nhau làm quen trước về những cái vận mẫu. Mình cùng nhau làm quen về cái vận mẫu ở trong tiếng Trung. Thì ở đây ngày hôm nay thì mình sẽ làm quen về có 7 vận mẫu, trong đó có 6 vận mẫu đơn và một vận mẫu đặc biệt. Các vận mẫu này nó được tạo nên từ những cái nó sẽ sử dụng thông qua là những cái chữ Latin để biểu thị cho cách phát âm của nó, và mỗi một cái chữ này nó sẽ có một cách phát âm riêng. Ví dụ như là ở cái vận mẫu đầu tiên ạ. Vận mẫu đầu tiên mọi người nhìn thấy nó và mọi người có thể đọc được ra, nó sẽ có sự nó có cách phát âm của nó giống như là trong tiếng Việt, nó cũng khá là quốc tế. A a a, tức là khẩu hình của mình sẽ mở ra tự nhiên a để phát âm chữ a, và âm thanh nó sẽ có thể là sẽ phát ra từ ở cái phần cuống họng của mình đi ra, và khẩu hình mình mở ra tự nhiên và phát âm ra từ a a. Đấy ạ. Sang vận mẫu thứ hai ạ. Sang vận mẫu thứ hai, nó là vận mẫu o o. Nó phát âm giống như là âm o ở trong tiếng Việt. Mình mở miệng và miệng hơi tròn và hơi có xu hướng hơi bị chu về phía trước. O o. Đấy. Mọi người có thể đọc ngay theo sau để xem cái để mọi người để bắt chước mình luôn ạ. Rồi, ok. Vận mẫu thứ ba, ưa ưa ưa. Ok, rồi mọi người hãy nghe và đọc theo mình luôn ạ. Ưa ưa. Mình sẽ bây giờ sẽ ôn tập lại luôn ba cái vận mẫu mà mình vừa học, tức là mình học đến đâu mình sẽ ôn tập luôn lại đến đó. Ok, mình cùng nhau đọc ạ. A A O O Ưa Ưa. Rồi, các bạn hãy đọc ạ. A O Ưa. Rồi, ok, tiếp theo mình sẽ có các vận mẫu tiếp theo. Vận mẫu tiếp theo ạ, vận mẫu thứ tư. Y Y Y. Ở cái vận mẫu này ạ thì khẩu hình của mình có một chút hơi bị nhành về phía hai bên, và cái răng của mình sẽ là hơi khép hở. Y Y. Ok ạ. Sang vận mẫu thứ năm ạ. Nhìn là cái này nó phát âm giống như là nó cũng khá là quốc tế và cũng khá là giống ở trong tiếng Việt của mình. Mình nhìn nó làm sao thì mình phát âm ra y như vậy. U U U. Ok, tiếp tục. Vận mẫu thứ sáu ạ. Dạ, mình nhìn thấy cái u này và nó có dấu hai chấm ở trên. Và cách phát âm của nó
nó hơi đặc biệt một chút. Cái này mọi người chú ý, bạn nhìn cái khẩu hình, chú ý cái khẩu hình miệng của mình. Ư, ư, phát âm mọi người có thể chú ý là nó gần giống như là phát âm âm ư ở trong tiếng Việt, nhưng mà ở đây nó sẽ có một cái sự nó hơi khác biệt một chút, là cái khẩu hình của mình hơi chu về phía trước một chút này, và mình cố gắng giữ cái khẩu hình của mình nó tròn, và khi nào âm của mình kết thúc, mình kết thúc rồi, mình mới cơ miệng của mình mới trở về cái vị trí bình thường ban đầu, còn không thì mình vẫn sẽ phải giữ cái khẩu hình mình như là mình phát âm bình thường. Ư, 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 đó, khi nào mình âm của mình dứt thì mình sẽ trở về cơ miệng bình thường ban đầu. Rồi, ok, bây giờ mình sẽ ôn tập lại ạ. Ba vần mẫu vừa học. I, I, U, U, Ư, Ư. Rồi, ok, các bạn hãy nghe và đọc ngay theo sau ạ. Nếu như có vận mẫu nào mọi người nghe chưa rõ, mọi người có thể gõ cái vận mẫu đó lên vào phần bình luận, mình sẽ phát âm lại và các bạn sẽ bắt chước theo. Về học ngoại ngữ thì mình tập trung vào mình có một cái kỹ năng mà mọi người thường hay bị bỏ quên, đó là kỹ năng bắt chước. Thì mình có thể bắt chước xem người bản ngữ hay là giáo viên của mình họ phát âm như thế nào và mình nghe được là gì, rồi sau đó mình phát âm bắt chước mô phỏng lại. Rồi, mình cùng nhau ôn lại 6 cái vận mẫu vừa rồi. A, O, Ư, I, U, Ư. Rồi, ok, tiếp theo mình sẽ có một vận mẫu nữa. Cái vận mẫu này nó được gọi là một vận mẫu đặc biệt. Nó được kết hợp là một vận mẫu đơn đặc biệt, nó được kết hợp với chữ E và chữ R. Nhưng mà mình sẽ đọc ở đây nó sẽ vẫn là chữ R, nhưng mà mình sẽ có sự cong lưỡi. Cái biểu thị của chữ R này nó sẽ biểu thị cho sự cong lưỡi trong phát âm. Ở đây mình sẽ đọc là R, R, R. Tức là mình phát âm là sao ạ? Nửa một phần của chữ R, của chữ ư, đúng không ạ? Ư, nhưng mà được một nửa thì mình sẽ cong lưỡi lại để mình phát âm cái sự cong lưỡi ở phía sau. Ơ, ơ. Rồi, ok. Rồi, chúng ta sẽ cùng nhau đọc lại một lần nữa 7 cái vận mẫu này để mọi người có thể làm quen và hình thành một cái thói quen cho cơ miệng của mình để mình phát âm. Ok ạ. Rồi, a, o, ư, I, U, Ư, R. Rồi, bây giờ tiếp tục mình sang sẽ là cái phần vận mẫu kép. Thế nào là một vận mẫu kép ạ? Vận mẫu kép này nó sẽ được tạo nên từ các vận mẫu đơn. Vận mẫu kép là tạo nên từ các vận mẫu đơn, nó ghép lại với nhau để tạo thành những cái vận mẫu kép. Hôm nay mình sẽ có những các vận mẫu sau ạ. Thứ nhất ạ, vận mẫu đầu tiên mình có là I, I, I. Phát âm của cái này, nó sẽ khẩu hình của mình ban đầu sẽ bắt đầu bằng chữ A và mình kết thúc bằng chữ I, đúng không ạ? Tức là mình kết nối liền hai cái vận mẫu đơn giữa vận mẫu A và vận mẫu I lại. I, I. Ban đầu là vận mẫu A, mình cơ miệng và khẩu hình của mình mở bình thường và mở rộng bình thường. Sau đó mình đến I, 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 I. Rồi, tiếp theo mình sẽ có thêm một cái vận mẫu nữa. Nó sẽ là A, A, A.
Ok. Rồi, mình sẽ có một vận mẫu nữa. Nó được tạo nên từ vận mẫu A và U. Ở đây ạ. O, O, O. Vận mẫu kép thứ tư ạ. Nó được tạo nên từ O và U. U, U, O và U, U. Ok, rồi. Tiếp tục ở dưới ạ, mình sẽ có sự kết hợp của vận mẫu và một cái âm tiết khác. Ở đây nó mình có từ đầu tiên giữa A và N. An, An, chữ N của mình ạ. Đúng ạ, nó là âm, nó hơi cảm giác nó hơi bị bí, hơi bị tắc, nó không phát ra hoàn toàn. An, An, An. Ok, A và N. An, An. Rồi, tương tự bên kia mình có N, N, N. Tiếp tục mình có In, In, In. Rồi, tiếp theo ở hàng cuối cùng ở trên cái slide này, cái vận mẫu này, mọi người nhìn thấy nó có đuôi NG. Ở cái đuôi NG này, mọi người có cần phải chú ý một chút ở cái đuôi NG này là nó đã biểu thị của một sự phát âm có âm vang. Mình sẽ vang từ dưới này, tức là cái vị trí phát âm của mình sẽ là cuống họng, và khi kết thúc cuối âm và mình có sẽ có cảm giác và hơi và âm nó sẽ có một chút vang và nó đi theo cái sống mũi và đi lên trên như thế này ạ. Đi lên trên cái dọc cái sống mũi này đi lên. Ví dụ như từ đầu tiên, vận mẫu đầu tiên. On, on, on. Đó. Tức là tại sao lại gọi là âm vang ạ? Khi mình phát âm cái vận mẫu này lên thì nó gần như cảm giác là trong cái khoang họng của mình, cái khoang khoang họng này, cái vòm họng này, đó, nó có gần như là có một sự vang vọng ở trong đó, và kết thúc dư âm của nó, cái âm nó sẽ có một chút nó hơi đi lên trên sống mũi này. On, on. Rồi, ok. Thì nào bên cạnh mình có vận mẫu ưng, ưng, ưng. Rồi, ok, tiếp theo cái vận mẫu này tức là có một số bạn, không phải là một số nữa mà là đa phần một số bạn ở Việt Nam mình đọc hay thường hay bị có một chút là bị nhầm lẫn với lại cái vận mẫu nhầm thành vần ing, nghe nó rất là chói. Thực ra cái vần này nó đọc là có một sự vang vang yên 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 đó. Và một số bạn thì hơi có một cái tư duy như này, tức là cái này một số thầy cô hay một số bạn thì nó bảo là cái từ yên này nó phát âm giống từ yên, phát âm lái sang yên một chút, nhưng thực tế nó không phải lái sang yên, nó là một sự vang ở từ cái cuống họng, vị trí phát âm của mình từ cuống họng, và âm nó đi từ cuống họng và nó đi lên trên cái khoang miệng và dư âm nó đi đẩy đẩy lên trên. Và đồng thời nó cũng không phải phát âm là một cách nó quá là chói ngay đi lên trên đỉnh đầu ngay từ ban đầu, không phải là ing. Khi một số bạn phát âm trong tiếng Việt mình nó sẽ là ing, nghe tiếng cái âm cuối của mình nó đi lên trên đỉnh đầu này nó rất là bị chói. Thực tế nó không phải bị chói như vậy mà nó vang âm nó đi rất là từ từ và nó có sự vang vọng. Ing, ing. Ok. Ok, tiếp tục mình sẽ có một cái vận mẫu nữa. Mọi người nhìn thấy nó chớ phát âm nó là ong. Nó phát âm là ôn, ôn,
ôm, nó hơi có một chút của, nó chính là cái sự phát âm của cái vận mẫu ô và ôm, và âm vang ôm ôm, nhưng nó không rõ ra hẳn là ô, bởi vì sao ạ? Nó kết hợp đằng sau, nó sẽ có kết hợp với lại cái đuôi ng nữa, chứ nó không thể nào mà rõ là ôm, không phải nó rõ là mà ôm ô ôm được, mà nó phải là ôm, để làm sao ạ? Để có sự vang, để mình phát âm được cái phần vang ở phía sau. Ôm ôm ôm, ok rồi. Các bạn có âm nào mà các mình vừa nói mà các bạn chưa nghe rõ thì các bạn có thể gõ vào phần bình luận, rồi mình sẽ có thể là do mạng, bởi vì một số bạn là gõ cái phần đó mình thấy cái sự kết nối nó hơi chậm ở phía sau, thì cần các bạn gõ vào phần bình luận và mình nhìn thấy và mình sẽ phát âm lại phần đó cho các bạn. Và bây giờ mình cùng nhau đọc lại một lượt cái phần vận mẫu kép này, ok ạ. I A O O O O An An N N In In On On Ưng Ưng Yên Yên Ôn Ôn. Ok. Rồi. Bây giờ mình cùng nhau ôn tập lại cái phần vận mẫu đơn và vận mẫu kép này. Mình cùng nhau đọc lại một lượt ạ. Vận mẫu đơn trước ạ. A A U U Ư Ư I I U U Ư Ư R R. Rồi, ok, tiếp tục mình sang phần mẫu kép ạ. I A A O O O O An An In Oh, sorry. Mình xin lỗi ạ. N N In In On On Ưng Ưng Yên Yên Ôn Ôn. Ok, rồi. Các bạn học phần phát âm này ạ, phần đầu này khá là đơn giản đúng không ạ? Không có gì quá khó. Mình chủ yếu là chú ý một số cái phần phát âm mà nó hơi khác so với tiếng Việt của mình. Ví dụ như là phần ong này, nó không phát âm là ong mà nó là ong, hoặc là n không phải là n mà là n n, hoặc là ng không phải là n, ưng ưng. Ok, tiếp tục mình sang phần tiếp theo ạ, phần thanh mẫu. Thanh mẫu ạ, hôm nay mình sẽ làm quen với lại, ở đây là mình có 2, 4, 6, 8, 11, hôm nay làm quen sẽ 11 thanh mẫu này. Ok, thanh mẫu đầu tiên ạ, nhìn nó là bờ nhưng nó không phải là bờ mà nó là pờ. Ok, mình phát âm lần điên, mọi người nghe mình phát âm từ này ạ. Pua, pua, cái hàng đầu tiên này nó là một dạng hàng hàng âm môi tức là làm sao ạ? Hai môi mình, môi sinh của mình, hai bờ môi hơi mím lại một chút và sau đó mình bật nó ra. Pua, pua, pua,
Đó là đối với từ đầu tiên, pu. Rồi, từ tiếp theo ạ. Tại vì sao ở đây mình lại có cái bôi đỏ ở đây? Và mọi người nhìn thấy cái phần phía đông quốc tế của nó ở đây ạ. Đây nó cũng vẫn là pu, và bên này nó có một cái dấu phẩy ở trên. Cái dấu phẩy này nó sẽ tượng trưng cho việc mình phải bật hơi. Bật hơi ở đây ạ. Rồi, ở đây nó là vẫn phát âm giống với phần này, nhưng mình còn phải có sự bật hơi ra. Pua, pua, pua. Đó, môi của mình ban đầu vẫn sẽ là mím lại và sau đó mình bật hơi ra. Pua. Rồi, ở đây nướng ăn, anh đang ăn ở đây có nói đến là có sự phát huy của cái có sự giấy ăn đã có tác dụng rồi đúng không ạ? Chính xác ở phần này ạ. Mọi người có thể sử dụng một cái tờ giấy ăn nhỏ như thế này. Mọi người sẽ đặt trước miệng của mình và mọi người bật hơi ra. Mình sẽ tắt qua đi một chút. Khi mà mình bật hơi ra mà hơi và làm rung và làm bật được cái tờ giấy này lên thì là mình đã có sự bật hơi ra và hơi nó đã ra khá là đầy đủ. Ở đây ạ. Pour. 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 Và mình so sánh với từ đầu tiên ạ. Vẫn cái thanh mẫu đầu tiên. Pour. Pua, pua, pua. Cái pua đó nó sẽ là khi mình thở ra bình thường thì mình sẽ có cái sự thở nó hơi vẫn hơi rung, nhưng mọi người chú ý là mình khi mình bật hơi ra thì cái sự khác biệt của cái tờ giấy này của mình. Pua, pua, pua. Đó, ok. Rồi, tiếp tục ạ. Vẫn tiếp tục ở hàng âm môi. Mua. Đây ạ. Chữ M. M trong tiếng Việt của mình. Khi mình phát âm tiếng trong tiếng Việt của mình, chữ M của mình nó cũng đã có, mình sẽ phải hơi có một chút gọi là mím môi lại rồi đúng không ạ? Ở trong này cũng tương tự. Ở trong tiếng Trung nó cũng tương tự vì vị trí phát âm như vậy. Mua. 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 Đó. Ok, tiếp tục mình có từ này ạ. F. Chữ F ở đó. Khi mình ở trong tiếng Anh, cái này cũng tương tự trong tiếng Anh. Khi trong tiếng Anh của mình thì một số bạn nào mà đã từng học tiếng Anh rồi thì các bạn ấy sẽ biết là cái phát âm của chữ F này như thế nào. Trong tiếng Trung của nó cũng tương tự, nó fu fu fu. Ở đây nó có một chút của là hơi cái môi ở cái môi dưới, cái môi ở phía dưới này của mình nó hơi có một, hơi mím lại một chút. Fu fu phua. Và cái này nó sẽ có một sự dạng như là hơi của mình nó sẽ hơi ra một chút ở phua. Ok, với hàng đầu tiên mình cùng nhau đọc lại một lượt để cho cơ miệng có sự làm quen với lại cái cách phát âm ở đây ạ. Hình như là mạng có vẻ hơi yếu một chút ạ. Mà hình như thấy mọi người phản hồi nó không phải là yếu một chút nữa mà là yếu rất nhiều chút ạ. Rồi, ok. Rồi, mình cùng nhau đọc lại cái phần phát âm này ạ. Hàng đầu tiên ạ, hàng hàng âm môi ở
pua 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 mua mua phua phua. Rồi. Ở hàng dưới này ạ, mình đọc ở cái hàng này, người ta có một gọi là cái tên gọi của nó là hàng âm đầu lưỡi. Tức là làm sao ạ? Tức là ở cái vị trí của mình nó sẽ là cái hơi và cái âm của mình nó sẽ đi qua, nó sẽ tạt qua cái đầu lưỡi của mình. Thì mình gọi là âm đầu lưỡi ở đây. Ví dụ như từ đầu tiên, tưa, tưa, tưa. Tiếp theo, nó sẽ bật hơi ra. Tương tự, nó sẽ là bên này, phát âm giống ở bên này. Nhưng mà mình có sự bật hơi. Thưa, thưa, thưa. Ok, tiếp tục bên này. Ở đây có bạn nào mà đang bị ngọng LN không ạ? Mình ngọng LN thì ở cái phần này mình sẽ phải chú ý một chút ở phần này. Đầu tiên ạ, với cái này, nưa, nưa, nưa. Ở phần chữ N này, chữ nưa ở cái đầu lưỡi của mình nó sẽ được chạm vào so với cái ngạc dưới ở hàm răng dưới như thế này ạ. Nưa, nưa, nưa. Đó. Còn đối với cái chữ L, mình đọc là lưa ở trong tiếng trong phiên âm tiếng Trung. Lưa, lưa. Đối với cái chữ L này thì mọi người chú ý một chút là cái đầu lưỡi của mình nó sẽ chạm vào với cái ngạc trên của hàm răng trên. Và sau đó mình sẽ đẩy cái đầu lưỡi đó xuống dưới. Lưa, lưa, lưa. Đó. Rồi, mình cùng nhau đọc lại cái phần này để mình làm quen và có sự nghe, mọi người sẽ có nghe và để phân biệt giữa cái sự ở giữa tưa thưa và nưa lưa. Ok, từ đầu tiên. Tưa, tưa, thưa, thưa, nưa, nưa và lưa, lưa. Ok, rồi mình sẽ tiếp theo ở hàng thanh mẫu cuối này ạ. Từ đầu tiên mình có ở đây ạ, mọi người nhìn cái chữ K của nó đây không ạ? Một cái chú âm phiên âm quốc tế á, cờ, cờ, đúng không ạ? Nó là cờ. Ok, đây thì ở trong tiếng Trung mình phát âm là cưa, cưa, cưa. Đó, sang cột bụi đỏ hoàn toàn này bật hơi. Khưa, khưa, khưa. Đó, mọi người nghe thì thấy nó sẽ gần giống với chữ khờ, khờ ở trong tiếng Việt, đúng không ạ? Nhưng thực tế nó có một sự khác biệt là cái hơi của mình bật ra nó sẽ bị mạnh và nghe nó sẽ nặng hơn so với chữ khờ ở trong tiếng Việt. Khi trong tiếng Việt ví dụ mình nói từ khờ khạo nó khá là nhẹ nhàng, nhưng ở trong tiếng Trung mình khi mình cần phải bật hơi ra là khờ khạo, đó, khờ khạo. Thì trong này nó sẽ có sự bật hơi mạnh hơn một chút và cái hơi của nó ra khá là đầy. Đó. Khơ, khưa, khưa. Ok, tiếp tục ở đây ạ. Tiếp theo, phần chữ H. Mọi người thấy cái chữ X của nó đây không ạ? Nó có một sự hơi, nó hơi bị tắc. Tức là khi mình phát âm cái chữ hơi ở chữ chữ H này trong tiếng Trung thì nó sẽ không hơi, nó sẽ không ra đầy đủ cảm giác, nó hơi bị tắc ở trong cổ họng. Và cách phát âm của nó như sau ạ. Khưa, khưa, khưa. Ok, tức là khi mình cái vị trí phát âm của mình nó sẽ đi từ cái cuống họng này mình đi lên, cái cổ họng này mình đi lên. Nhưng mà cái hơi, cái âm của mình nó sẽ không ra hết toàn bộ mà nó cảm giác như nó đang bị tắc đến phần này. Đến phần này nó sẽ hơi bị tắc lại một chút. Khưa, khưa. Đó. Và ở đây một số bạn mình có tiếp xúc với một số bạn thì các bạn một số bạn ấy sẽ
phát âm cái từ cái chữ hát này ở trong tiếng Trung nó sẽ giống như chữ hờ, nó khá là nhẹ ở trong tiếng Việt. Và thực tế khi mà ở trong cái giao tiếp hàng ngày thì một số bạn cũng sẽ gặp một số người Trung Quốc họ sẽ có sự phát âm như vậy. Nhưng thực tế để mình mà học thì là mình sẽ học từ chuẩn, từ chuẩn đi, đúng không ạ? Sau đó rồi mình trong quá trình học rồi là lâu dài mình bị mai một theo thời gian, mình bị mất dần đi cái sự tắc ở đó, rồi dần dần nó thành nhẹ là vừa. Nhưng ở đây mình muốn hướng mọi người đọc làm sao để mình có thể chuẩn nhất có thể. Rồi, ok, bây giờ mình cùng nhau đọc lại và ôn lại một lượt tất cả những cái thanh mẫu ngày hôm nay mình đã vừa học ạ. Thanh mẫu đầu tiên, pua, 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 pua. Mua, mua, phua, phua. Tưa, thưa, nưa, lưa, cưa, khưa, khưa. Rồi, ok, mình xem một chút bình luận ở đây. Ok. Ở đây có một bạn đang hỏi là học sinh 6 tuổi có thể học được không, đúng không ạ? Học sinh các em 6 tuổi đều có thể học được, nhưng mà cái phương pháp giảng dạy cho trẻ em 6 tuổi thì nó sẽ khác hơn một chút so với là mình là người trưởng thành mình học. Thế cho nên là học thì đều có thể học được, nhưng mà mình sẽ có một sự thay đổi về phương pháp giảng dạy cho các cháu nhỏ. Đây ạ, anh Năng An, vùng phía Nam phát âm chữ hờ nhẹ hơn, đúng rồi ạ. Ở trong quá trình mình có giảng dạy cho một số anh chị ở trong miền Nam, người miền Nam, do sự ảnh hưởng của cái khẩu âm thì là về cái phương ngữ ấy, thì là mọi người, đúng thực tế là mọi người ở trong phía từ ở trong Đà Nẵng đổ vào, mọi người phát âm tiếng Trung nó hơi bị nhẹ một chút so với các anh chị từ Đà Nẵng trở ra. Rồi, ở đây nhìn ở đây có thể nhìn rõ hơn cái sự đâu là âm môi này, âm đầu lưỡi và âm cuống lưỡi. Rồi, ở đây về cái này pua, pua, mua, phua, nó là âm môi. Tiếp theo âm đầu lưỡi, các âm đầu lưỡi mình có tưa, thưa, nưa, lưa. Rồi, tiếp theo mình có hàng âm cuống lưỡi. Âm cuống lưỡi mình có cưa, khưa và khưa. Ok, tiếp tục sang phần này ạ. Phần thứ 3 là một âm tiết trong tiếng Trung, nó được cấu tạo từ thanh mẫu, vận mẫu. Và phần cái thứ 3 nữa là phần thanh điệu. Bây giờ mình sẽ vào cùng làm quen với phần thanh điệu ở trong tiếng Trung. Ở trong tiếng Trung thì mọi người thường hay nói là nó có 4 thanh. Nhưng thực tế bên cạnh đó, ngoài cái 4 thanh chính đó, thanh 1, thanh 2, thanh 3, thanh 4, ngoài ra nó sẽ còn có một cái thanh nữa là thanh không. Thanh không. Và cái thanh không này thì một số bạn rất hay là bỏ qua nó. Nhưng thực tế cái thanh không này mà mọi người bỏ qua thì nó gần như là mình trong cái phần ngữ điệu và cái ngữ âm ở trong tiếng Trung khi mình nói nó sẽ không còn cái ngữ điệu lên xuống nó trầm bổng nữa. Và nhiều khi nó dễ bị làm cho mình mất đi cái sắc thái biểu cảm của cái ngôn từ mà mình muốn nói. Rồi ạ. Ở đây ạ, mình đầu tiên mình có cái thanh mẫu đầu, thanh 1, tỷ y sinh, tỷ y sinh, thanh 1. Mình nó là một cái thanh ngang. Nó thanh ngang ở đây mọi người nhìn ở đây nó sẽ có 5 dòng. Ở đây mình có 5 dòng 1 2 3 4 5 giống như là ở một cái mình các bạn học có ngày xưa mình học nhạc đấy ạ. Thì nó có sẽ có những cái khung và những cái ô vạch như thế nó tương ứng. Thì ở đây ạ, cái phần số thanh số 1 này, mọi người nhìn hướng cái mũi tên của nó,
nó sẽ đi theo cái chiều ngang và nó không có sự biến điệu hay là thay đổi về âm vực hay là về cái sự nó đúng ra nó là âm vực hay là có một sự trầm bổng lên xuống như thế này ở trong cái phần khi mình phát âm thanh một, mà nó đi ngang. Mọi người cố gắng nó đi ngang và cái tông giọng của mình nó hơi cao lên một chút, nó gần có thể tương đương với, tạm gọi như là tương đương với nốt son đi, thì nó đi ngang như vậy. Ở đây nó sẽ là a a a. Khi phát âm ở những cái phần học về cái thanh điệu này, mọi mình có một cái mẹo giúp mọi người để có thể phát âm mình làm sao đó để chuẩn cái thanh điệu, giữ được cái ngữ điệu của nó mình không bị thay đổi. Mình sử dụng tay, mình mới hay gọi là lấy tay mà chém ấy. Sử dụng tay ở đây, ví dụ thanh một mình sẽ đưa tay theo cái chiều ngang ngang với tầm mặt mình này. Ok rồi, tiếp theo mọi người nhìn cái thanh hai ạ. Thanh hai nó có cái xu hướng là, mọi người nhìn cái thanh hai của nó ở đây ạ, nó sẽ có cái xu hướng đi ở lưng chừng giữa và đi vút lên trên cao, và nó xu hướng kéo dài, xu hướng kéo dài. Ví dụ ở đây mình phát âm thanh hai, mọi người chú ý nghe ạ. Khi mình bắt đầu, tức là mình lấy nhịp ngay từ cái tức là mình lấy nhịp ngay từ đầu ạ, mình không đẩy cái tông giọng của mình xuống sâu quá mà nó ở tầm ngang ngang lưng chừng thôi. Sẽ là nó sẽ đi từ thấp cho đó, sau đó lên đến cao. Ok rồi, tiếp tục mình có thanh số 3. Thanh số 3 nó sẽ bắt đầu ở đây ạ, nó sẽ đi ở cái phần gốc của nó sẽ thấp hơn, lấy nhịp khi phần lấy nhịp ạ, mình lấy nhịp của nó thấp hơn so với thanh hai, cái gốc của thanh hai một chút, và sau đó mình đi kéo xuống sâu, kéo xuống dưới, tông đi xuống dưới và sau đó mình lại vút ngược lên trên. Mọi người chú ý nghe ạ. Đó, mọi người thấy có sự biến điệu đúng không ạ? Mình sẽ là đó, khi mình phát âm tay của mình, mọi người chú ý mình dùng tay mà chém đúng không ạ? Ok, từ ở phần lưng chừng mình đi xuống dưới. Mọi người chú ý là không kéo sâu xuống quá. Nếu như mà mình, mọi người đang ở cái tầm lưng chừng này, mọi người kéo tụt sâu cái tông giọng của mình đi xuống dưới nữa, khi mình kéo nó đi lên nó rất là khó và hay bị mệt và hay bị hụt hơi. Cho nên mọi người chỉ cần kéo xuống tầm sâu một mức vừa phải xuống, tức là xuống một tông ngắn nữa, một tông nhỏ nữa, và sau đó mình đi lên luôn, không kéo nó sâu xuống quá. Ok rồi ạ. Tiếp tục mình sang có cái đến cái thanh số 4, tỷ sử sinh. Ok, thanh số 4 này nó sẽ bắt đầu là ở tông ở trên cao, ở cùng với lại cái nhịp, cái tông bắt đầu của thanh 1, và nó sẽ đi theo chiều hướng từ trên xuống dưới, và cái thời gian phát âm của nó khá là nhanh và nó hơi bị giật xuống dưới. Đó, nó sẽ là từ trên cao và mình đi theo chiều hướng xuống dưới, nhanh và ngắn, và cái tông giọng nó có sự thay đổi từ thấp xuống, từ cao xuống thấp. Đó, mình dùng tay chém. Ok rồi, tiếp theo mình sẽ có thanh không. Cái thanh không này là một thanh đọc khá là nhẹ, thường nó sẽ kết hợp với một cái thanh ở phía trước nó nữa. Khi mà nó kết hợp với một cái thanh ở phía trước nó nữa thì mọi người cố gắng nhấn mạnh vào cái thanh có thanh điệu, ở cái âm tiết có thanh điệu ở phía trước, và sau đó cái thanh không mình đọc nhẹ thôi. Nó gần giống với thanh 4 nhưng mà nó không có sự đi thay đổi, đi từ trên cao xuống dưới, mà nó gần như chỉ là một cái chấm nhỏ thả ở đó thôi. Đó rồi, bây giờ mình sẽ cùng nhau đọc liền lại từ thanh 1 cho tới thanh 4 để mọi người có thể thấy được sự khác biệt về cách phát âm của các thanh điệu trong tiếng Trung. Thanh thứ nhất, thanh 1.
Mình sẽ đọc nhanh hơn một chút để mọi người có thể nhìn thấy sự khác biệt rõ hơn ạ. Ở phần thanh điệu này, các bạn cần chú ý có sự dễ bị nhầm giữa thanh số 1 và thanh số 4. Thanh số 1 nó sẽ là một cái phần tông giọng nó giữ nguyên. Cái tông nó giữ nguyên, nó không có sự thay đổi từ cao xuống thấp hay như nào cả. Nó sẽ đi ngang như thế này. Và cái tông nó hơi cao lên một chút. Và cái phần thời gian phát âm của nó dài. Đó. Và thanh số 4 thì nó sẽ đi từ cao xuống thấp. Đi từ cao xuống thấp và nó rất là nhanh. Ok. Rồi, mọi người nghe sự khác biệt giữa thanh 1 và thanh 4 và mọi người bắt chước và mô phỏng bắt chước theo mình và mọi người hãy phát âm lên ạ. Đó. Sẽ có sự khác biệt rất là rõ ràng đúng không ạ? Ok, ở cái này của mình đang bị lỗi phông. Ok, làm phần này, mình ngồi nhau ôn tập lại cái phần thanh điệu này và mình kết hợp luôn cả với cả những cái vận mẫu đơn mà mình đã học vừa rồi. Ok, rồi từ đầu tiên ạ. Ok, mình đọc liền làm một chút để thấy sự khác biệt rõ ràng hơn ạ. Rồi, đi theo ở dưới. Uống. Uống. Ủa. Ủa. Ưa. Ứa. Ửa. Ưa. Ok, rồi. Mọi người phát âm, mọi người cố gắng thời gian đầu này. Mình phát âm làm sao cái khẩu hình của mình làm sao nó đúng, chính xác. Cái gì cần phải mở đúng cái khoang miệng của mình. Mở ra, mọi người cố gắng mở. Để sao làm sao âm nó tròn trước đã. Rồi sau này, có một cách nữa là mọi người có thể là vừa học, vừa luyện phần phát âm. Và vừa có thể xem lại cái khẩu hình, làm sao cho nó điều chỉnh lại, cho nó thẩm mỹ. Mình có thể học bằng cách là mình vừa cầm một cái gương, mình cầm gương và mình phát âm, mình nhìn vào trong gương xem cái khẩu hình có đúng hay chưa, và dần dần từ đó mình sẽ điều chỉnh làm sao mà cho cái có một cái khẩu hình, tức là có miệng sinh để nói đấy ạ. Rồi, tiếp tục. Tiếp tục phần thanh điệu để làm sao để cho mình quen ạ. Y ý ỉ y u ú ủ u. Rồi tiếp tục. Ư ư ư ư. Ok, mình cùng nhau đọc lại ạ. Y ý ỉ y u ú ủ u ư ứ ứ ư. Ok, rồi mọi người hãy
cùng nhau đọc lại đi ạ. Mọi người hãy cố gắng là đọc to lên, đọc thành tiếng. Đọc thành tiếng thì mình có thể làm sao ạ? Mình có thể luyện được luôn khả năng nghe của mình. Khi mà nghe có một người đọc mẫu trước cho mình nghe sau đó mình sẽ đọc thành tiếng lên và mình nghe lại rồi có sự so sánh. Rồi, tiếp tục mình có cái này với cái âm cái vận mẫu đặc biệt này và khi mình kết hợp với lại thanh điệu thì nó đọc như thế nào ạ? Ok. Tiếp tục sang phần này ạ. Cái phần này để mà các bạn đọc luyện phần này nó khá là mệt mỏi vì nó khá là nhiều. Tức là đây ạ, mình sẽ có sự kết hợp giữa những cái hàng thanh điệu này, những hàng thanh mẫu này ạ. Thanh mẫu pua, pua, mua, phua, tưa, thưa, nưa, lưa, cưa, khưa, khưa. Ok, đúng ạ. Và mình kết hợp với lại hàng vận mẫu ở phía trên. A, u, ưa, y, u, ư, ai, ê, ao, ô. Ok. Rồi, mình sẽ kết hợp lại và mình đọc ạ. Mọi người chú ý ở đây ạ. Khi ở trên cái bảng kết cái ghép thanh mẫu này, thanh mẫu vận mẫu này, kết hợp thanh mẫu vận mẫu này, những cái chỗ nào mình để trống này thì là mọi người chú ý là cái thanh mẫu và cái vận mẫu đó nó không thể kết hợp với nhau. Ở đây với lại hàng đầu tiên pa pua pi pu pai pe pao. Hàng hàng pua, thanh mẫu pua, pa pua pi pu pai pe pao po. Hàng vận mẫu mua, ma mua mưa mi mu mai mê mau mô. Hàng thanh mẫu phua, pha phua phu phê phô. Hàng thanh mẫu tước, ta tưa ti tu tai tê to tôm. Đó, các phần ở phía dưới tương tự, mọi người sẽ đọc và bắt chước theo và ghép âm lại. Đó, thanh mẫu và ghép với lại vận mẫu. Đó, giống như trong tiếng Việt của mình sẽ là phần thanh mẫu trước, sau đó đọc đến vận mẫu, mình đọc nối liền nó lại. Rồi, ở phần tiếp theo này cũng tương tự, mình sẽ đọc mẫu một vài cái hàng thanh mẫu trước và mọi người đọc theo ạ. Hàng thanh đầu tiên ạ. Rồi, như đây. Pan pan pen pen pin pin pang pang pung pung ping. Ok. Rồi, hay ở dưới này có sang cả vận mẫu ung. Vận mẫu ung này nó chỉ kết hợp bắt đầu từ cái hàng âm đầu lưỡi trở đi thì nó sẽ kết hợp với vận ung. Ví dụ như là tan tang tung tiên tung. Rồi, ok. Tiếp tục. Khi mình kết hợp các vận mẫu
thanh mẫu và cùng với lại thanh điệu của mình ở đây ạ. Với hàng đầu tiên mình có là pa ma ta tha pi ni bu bu nữ nữ bái bái lái lái ok hảo khan hàn đông hồng. Các phần bên này mình cũng tương tự như vậy. Nó sẽ là mặt hàng như thế này, mình đọc thì mình sẽ rõ ràng hơn về cái sự khác biệt của nó khi mình phát âm các thanh điệu. Ví dụ như ở hàng này ạ. Tiếng, 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 tiếng. Hoặc là nín, 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 nín. Rồi, lý, 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 lý. Các hàng tiếp theo tương tự ạ. Mọi người có thể nhìn ạ và mọi người đọc lên ạ. Có phần nào mọi người chưa đọc không đọc được không ạ? Rồi, mình sẽ đọc mở một hàng ạ. U, 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 u. Rồi, ở đây mình sẽ có những cái từ mới cho mọi người ngày hôm nay ạ. Cái từ đầu tiên ạ, mình đọc là gì ạ? Nỉ, nỉ. Cái âm tiết này, cái phiên âm này nó sẽ tương ứng cho với cái chữ Hán này, chữ Hán bên này. Đó, cái chữ Hán hay nói cách khác ạ, chữ Hán này được đọc, được biểu thị cái sự phát âm của nó bằng cái âm tiết này. Nỉ, hảo, nín, liếng, y, ơr, ủ, ba. Mọi người còn đọc cùng mình ạ. Nỉ, hảo, nín, liếng, y, ơr, ủ, ba. Rồi, bên này mình có danh từ riêng ạ. Lý y mín, lý nhất dân, tên người ạ. A miếng, a miếng, lý y mín, a miếng. Rồi, ok, tiếp tục. Mình có một bài phần hội thoại. Những cái đầu tiên khi mình gặp một người nước ngoài, cụ thể ở đây mình người Trung Quốc thì mình sẽ hỏi như thế nào ạ? Với người A, ni hao, ni hao. Người B, ni hao, ni hao. Trong tiếng Việt mình là xin chào, hoặc là chào anh, chào bạn. Rồi, phần thứ hai này mình cũng vẫn là cái phần chào hỏi đó, nhưng ở đây mình có một sự khác biệt ở đây ạ, mọi người chú ý ở phần này. Ni hao, nín hảo. Ở đây mình có sự hơi khác một chút là cái chữ này ạ. Chữ nín, mình có chữ nỉ ở phía trên cái chữ tâm. Vì sao ạ? Tức là tôi tôn trọng bạn, tôi đặt bạn lên phía trên. Đó, thì là tôi tôn trọng bạn, thì là nín cũng là chỉ là về đối phương, là bạn, nhưng mình dùng trong trường hợp trang trọng, lịch sự hay dùng với lại người lớn tuổi, vai vế cao thì mình dùng nín. Nín hảo, nín hảo. Rồi, ở đây mình cùng nhau luyện đọc số. Hôm nay mình sẽ học các số nó tương ứng với lại nó có sự phát âm với lại giống như là ngày hôm nay mình đã học. Còn một số những cái số khác nó liên quan đến cái thanh mẫu hay là những cái vận mẫu, buổi sau mình sẽ học và trong số 3 buổi này mình livestream hướng dẫn các bạn làm quen với có một cái nền tảng phát âm ban đầu.
thì mình sẽ chủ yếu là học về phần phát âm. Rồi, ở phần này mình có các số sau ạ. Y, y, ủ, ủ, liếng, liếng, er, er, ba, ba, rồi, ok. Rồi, các bạn hãy nhìn các hàng số ở trên màn hình. Các bạn hãy thử đọc lên mỗi cái số này. Mình đọc như thế nào ạ? Các bạn hãy tự đọc lên ạ. Có bạn nào nào sai không ạ? Rồi, hàng đầu tiên ạ. R, R, ba, ba, ủ, ủ, y, y. Rồi, ok, tiếp tục. Hàng bên này ạ. Mọi người thấy có số 1, số mới ạ. Rồi, ok, mình có số mới đây. Liếng, liếng, ủ, liếng, ba, y. Ok, 7012, 7012 là hàng nào ạ? 7012 hàng này ạ. Rồi, ok. Rồi, các bạn hãy thử gõ một số những cái ở phần số mà mọi người có thể đọc được ạ vào trong phần comment ạ. Ok, ở đây mình có thấy 5081. Ok, 5081 là hàng này đúng không ạ? Ok, rất tốt ạ. Mọi người còn có thể nhìn vào những cái hàng số này mà mọi người có thể viết được ra phiên âm của nó là nó sẽ được đọc như thế nào không ạ? Mọi người tiếp tục cho vào comment đi ạ. Ok. Buổi giới thiệu về cái phần phát âm cơ bản ngày hôm nay thì là mình đã có làm quen với các phần như sau ạ. Phần thứ nhất là mình có các phần mẫu đơn. Các phần mẫu đơn ạ. Mình cùng nhau ôn tập lại một chút về cái bài số 1 ngày hôm nay. A, O, Ư, I, U, Ư, R. Rồi. Hôm nay phần thứ hai là phần mẫu kép mà mình ngày hôm nay mình đã học và đã làm quen với nó. Đó là I, A, Ao, U, An, N, In, Ong, Ưng, Yên, Ung. Rồi, ok. Tiếp theo nữa, ngày hôm nay mình làm quen đó là phần thanh mẫu. Thứ nhất là hàng thanh mẫu với nó là hàng âm môi. Pua, pua, mua, phua, tưa, thưa, nưa, lưa. Đó, ở đây nó chính là hàng âm đầu lưỡi. Rồi, tiếp tục. Mình có hàng âm cuống lưỡi. Là gì ạ? Cưa, khưa và khưa. Rồi, đi kèm với nó. Đi kèm với nó mình sẽ có phần thanh điệu. Thanh điệu ạ. Ở đây mình sẽ có tổng cộng trong tiếng Trung là mình tính ra là có 5 thanh điệu. Thứ nhất, thanh 1 là A, 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 A.
Buổi ngày hôm nay ở buổi đầu tiên thì mình sẽ làm quen với những cái cơ bản này thôi, để làm sao để cho cái cơ miệng của mình nó có một cái gọi là làm quen cơ bản với lại tiếng Trung. Khi mà mình nhiều cái quá, cơ miệng của mình nó không kịp thích ứng, dẫn đến sẽ bị mỏi và mọi người sẽ bị chán nản. Buổi ngày hôm nay thì mình sẽ có một số những cái giới thiệu cơ bản về phần phát âm ở trong tiếng Trung. Các bạn nào mà có phần nào mà các bạn chưa có phát âm tốt này, hay là các bạn còn đang thắc mắc chưa rõ phát âm như thế nào, các bạn có thể cho vào phần comment.